tại vì em thương nó mà, nên mà mỗi lần nó buồn em cũng buồn theo, em nói thiệt với chị á. Không, em nói cho chị nghe nè, em tức lắm luôn á. Bởi vì nó nói có một đứa bạn thân thôi à, mà nói hoài nó cũng không có nghe, không có lên làm ăn công việc gì hết trơn á. Em mệt quá thiệt á, nãy giờ nói không nghe một cái gì luôn. Bây giờ đi ra ngoài kia kêu cái người mà bị kiện tới đây. Hôm nay là vụ kiện giữa hai người bạn thân trong showbiz, nữ diễn viên Cao Thái Hà kiện cô bạn và cũng là đồng nghiệp của mình là diễn viên Vũ Ngọc Ánh. Vũ Ngọc Ánh là một MC kiêm diễn viên. Cô có một phong cách diễn đa dạng, có thể hóa thân thành học sinh nhí nhảnh cho đến nhân vật tâm lý phức tạp. Cao Thái Hà là gương mặt trẻ tuổi trong làng điện ảnh với thần thái sắc lạnh và ngoại hình nóng bỏng. Cô còn là người mẫu quảng cáo cho nhiều thương hiệu nổi tiếng. Sự trái ngược trong tính cách lại chính là sợi dây gắn kết hai cô gái xinh đẹp này với nhau. Trong phiên tòa tình yêu hôm nay, Cao Thái Hà kiện Vũ Ngọc Ánh vì tội yêu bất chấp. Tham gia chủ tọa phiên tòa, nữ thẩm phán Quyền Lực, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, luật sư đại diện bên nguyên đơn, nghệ sĩ Việt Hương, luật sư đại diện bên bị đơn, nghệ sĩ Trấn Thành, cùng 6 thành viên trong bồi thẩm đoàn đến từ các ngành nghề khác nhau. Mỗi phiên tòa sẽ trải qua 3 phiên thẩm vấn, nguyên đơn, bị đơn và nhân chứng. Sau mỗi phiên thẩm vấn, bồi thẩm đoàn sẽ bỏ phiếu kín và chủ tọa sẽ là người đưa ra phán quyết cuối cùng. Cao Thái Hà đúng hay sai khi khởi kiện người bạn thân của mình? Hôm nay quyết định hôm nay em kiện nó, không cho nó yêu nữa, không cho nó yêu nữa. Hãy cứ buông khi em cảm thấy mệt mỏi và hãy quay về khi em cảm thấy người đã cần em. Em có buông bạn em không? Nếu bạn 70-30, bạn đừng dấn thân vô cái nghề này. Là Hà đang bị sốc về cái tin đó và đang khóc. Hà lúc nào cũng phải cố gắng giúp Ánh, nhưng mà Ánh không có nghe. Hà nói mà khóc luôn á. Nó vừa khóc, nó vừa cào. Nó cào cái chỗ đó chưa đã, nó qua nó cào tới cái kiến luôn chị. Tại sao cô nói cô là có một cái nụ cười khẩy? Nụ cười đó bán đứng cô nhiều lắm đó. Tình cảm em đối với anh Trấn Thành, luật sư Thành, cái chuyện mà phụ nữ say nắng bạn nhiều quá mà. Em thấy nam diễn viên không an toàn. Quy chụp. Em không yêu điên cuồng, không yêu mù quáng, em dùng từ quá. Trong 4 năm nay em luôn chấp nhận, em cố gắng làm điều đó. Nhưng mà cái chuyện em chưa làm được đó là em không thể mình yêu. Tòa chỉ dành riêng cho tình yêu. Bạn Cao Thái Hà kiện bạn Vũ Ngọc Ánh về cái tội yêu bất chấp. Dạ. Tôi cũng không thể hiểu tại sao yêu tốt chứ, đúng không? Dạ, bạn vâng. Đã từng yêu. Dạ vâng, em cũng là yêu bất chấp. Vâng. Bạn có từng yêu bất chấp chưa? Trong cuộc sống phải có tình yêu nhưng mà bất chấp. Mọi người thì đây cũng nghĩ. Vậy, tôi cũng vậy, yêu bất chấp mà tại sao họ lại sao kiện nhau? Người ta? Tôi không hiểu. Thôi thì bây giờ để mình tìm hiểu xem là tại sao lại có cái chuyện kiện tụng một cách kỳ lạ như thế này, chúng ta phải gặp nguyên đơn và bị đơn. Xin mời nguyên đơn và bị đơn. Hân hạnh biết em. Em là Cao Thái Hà. Cao Thái Hà. Đẹp quá. Bởi vậy ba má mình thiệt, ngày xưa đặt Cao Việt Hương là tôi cao rồi. Và bây giờ phiên tòa tình yêu xin được phép bắt đầu. Thì tôi xin hỏi Hà là bạn làm nghề bao nhiêu lâu rồi? Dạ em làm diễn viên được 6 năm rồi. Dạ bạn quen với lại bị đơn là bao nhiêu năm rồi? 4 năm mà. 4 năm. Có nghĩa là khi mà bạn làm nghề vào những ngày chập chững của bước vào nghề là mới có 2 năm thôi. Thì showbiz mà, nó có nhiều cái số qua số lại. Vậy mà bạn vẫn vững vàng quen nhau, hai đứa chơi nhau 4 năm. Chính vì chơi quá là lâu và quá là thân nên là thật sự là Hà rất là thương Ánh. Mà 4 năm qua chứng kiến Ánh yêu rồi vật vờ rồi khổ sở mà Hà tại vì thương nên là mỗi lần mà Ánh buồn như vậy Hà cũng bị buồn theo nữa.
mà công việc rồi gia đình rồi sự nghiệp mọi thứ nó đều không có phát triển được, mà Hà lúc nào cũng phải cố gắng giúp ánh nhưng mà ánh không có nghe. Dạ. Ly với Châu vậy đó, Ly với Châu vậy đó, nói hoài luôn á, mà nói mà hả, nói mà khóc luôn á. Tôi phản đối là bên nguyên đơn với thân chủ tôi như một loài gia súc. Trâu. Dạ. Ở đây người ta đang ví von theo tính chất mà nó rất là tính từ. Người ta không có nói thân chủ của luật sư là con trâu. Người ta không khẳng định như vậy. Người ta nói là lì lợm như, được rồi. Như đó là về tính cách. Dạ không, đó là trâu bình thường. Còn lì như trâu mà nó nhấn mạnh đó là thái độ xúc phạm, gọi là phỉ báng có cố ý. Những cái lời nói của Hà tôi mới biết chắc là bạn thân với anh, bạn mới dùng những từ đó. Luật cũng sư giống ơi, như con của mình ở nhà, tại sao mình không những dùng những cái từ cao sang đẹp như tiên như thánh, mà mình hãy nói trời ơi cái thằng chó con này, đúng không ạ? Tại vì mình thân quá, mình cưng con mình quá, hoặc là quá gần gũi thì mình mới dám dùng cái từ đó. Luật sư, đúng không ạ? Tôi xin hỏi luật sư, nếu một người bạn thân của luật sư nói mày ngu như bò à, luật sư chịu nổi không? Chịu. Trời là ơi. Nếu như thân mình mới dám nói như vậy. Cũng thôi, có một lần tôi đã chửi một còn đứa em nói của tôi nữa. Rồi là cái thằng nó làm MC đó, thì nó ăn dữ lắm. Cái tôi mới chửi mày á, mày ăn như heo vậy, mày ăn gì mà ăn dữ vậy, mà nó vẫn ăn. Dạ, tức là mình thân với nó quá thì mình chửi nó có quyền, và thân cái từ đó đó là đời thường. Còn đây là một phiên tòa thì đó, khi đã là phiên tòa rồi bạn không cần thiết phải giải thích. Dạ, tôi chỉ cần nói là phản đối của bạn vô hiệu là bạn có quyền nói tiếp, bạn không cần phải giải thích. Tiếp đi em cứ việc nói bạn em những cái từ gì mà em cảm thấy thoải mái nhất, thấy không, gần gũi nhất với tình bạn. Rồi tự nhiên bây giờ đem súc vật ra ví von nhau là sao? Ví von đâu mà ví von? Cái từ nó rất là dễ thương. Trâu là một án cái gì? Ha ha ha, đúng rồi đó. Lên tiếng chặn trước cho chắc ăn, chứ lát nữa không chừng luật sư Trấn Thành lại bị ví von như con gì nữa là mệt à nha. Mà đây là phiên tòa chứ không phải là cái sở thú đâu. Tôi thấy rõ ràng bữa nay bạn hơi bị kích động. Cái đó là tôi đang bảo vệ danh dự. Bạn cứ ngồi đó, tại sao thân chủ của bạn bình thường mà quạo lắm, bạn quạo lắm, nồng lên chứ đâu có quạo không em? Quạo không em? Dạ quen rồi. Dạ à, em chỉ cần trả lời như vậy thôi. Dạ. Mời bà tiếp tục đi bà luật sư. Dạ mời anh kia im lại đi ạ. Dạ em cứ tiếp tục, em nói những cái lời mà gần gũi nhất bạn bè hay nói với nhau, mời em tiếp. Tại vì thương mà chị, đúng không? Em thương nó em mới lo lắng cho nó, em khuyên nó, nhưng mà em tức gì nè. Mà phải chi á, mỗi lần mà nó buồn, nó khổ hay là nó có chuyện gì á, nó đừng có đa khóc với em đi. Nó khóc với em mà mỗi lần nó khóc với em thì em mệt, em nhức đầu quá chị không? Dạ. Em nhức đầu, em muốn khóc theo nó luôn vậy đó. Cho chị hỏi là em có bồ chưa? Dạ có rồi. À, mà em mới có chia tay luôn rồi. Chị có liên quan gì vậy chị? Chị chia sẻ với em. Để tôi đoán thử nha, chắc là Cao Thái Hà mới tan vỡ trong tình yêu nên không muốn bạn thân của mình yêu nhiều để gặp kết cục xấu tương tự. Có đúng vậy không ta? Hỡi thế gian, tình là chi? Em nhớ thử coi là bạn em đã yêu ha, hay là cái từ mà em hay nói gần gũi là trời ơi, sao bà mê trai dữ vậy? À, ví dụ em nói bạn em vậy. Và em đã chứng kiến cái cảnh tượng bạn đó mê trai, yêu bất chấp với số lượng mà em nghĩ là em nhớ được. Trong 4 năm nay là bạn đó yêu số lượng bao nhiêu người? 10 không em? À, chắc hơn á. 15 không? Chắc hơn á. 20 không? Tính luôn mấy cái linh tinh một hai tháng qua luôn á là chắc hơn luôn á. 4 năm 20 người. Ủa em yêu cái gì dữ vậy cưng? Đàn ông em đừng bằng rổ hả? Tới giờ cái lượt rổ ra hứng gấp ông nào gấp 4 năm 20. Trung bình là 2 tháng đổi người. Đàn ông mày mua sỉ luôn là sao cưng? Không có. Hả? Không có đâu, yêu dữ vậy. Làm như Thành nó ghen tôi, vậy. Tôi đã đảo bên này. Nói thân chủ tôi bỏ mối đàn ông. Cái gì mà 20 người trong vòng 4 năm ai mà tin. Vấn đề ở đây hôm nay là em hơi bị mất bình tĩnh. Không phải. Em không còn bản lĩnh của một người luật sư rất là điềm tĩnh. Em quá. Rất là hoạt ngôn nữa. Em cái cảm xúc của em nó bị bộc lộ một cách thái quá. Bây giờ anh hỏi em câu cuối nè. Em có chắc không? Em xin thề là em nói quá sự thật một chút thôi. Thấy chưa? Là 19 người rưỡi đúng không? Dạ. Cái người rưỡi đó mà tính sao mà thật sự mà nói tôi nghe coi. Có nghĩa là thay vì mình đá lông nghe nguyên cặp đúng không? Thì mình mới có
à, là mình đi rồi. Có nghĩa yêu lén qua một phút nào đó. Bà luật sư mà thành phần là yêu ai? Yêu diễn viên, yêu đồng nghiệp. Thì ra nãy giờ luật sư chân thành của chúng ta nhất định phải mặc áo hồng cho tươi trẻ, cho ní na ní nừng. Lý do gì? Có yêu nhau ngày xưa không? Em có yêu Trấn Thành hay không? Em khẳng định đi. Em khẳng định đi. Để cho thấy cho quan hệ chúng ta trong sáng, tôi bảo vệ yêu cầu đó. Nhìn thẳng mặt thẩm phán trả lời có hoặc không. Đây. Nhìn thẳng mặt yêu cầu trả lời. Sao bà trả lời mà bà ngó tôi với ánh mắt mà dẹo dẹo tôi cũng lo quá. Dạ. Anh có nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không? Tình cảm đã bị xì ra, bà này còn làm cái gì nữa? Đóng cái cành đi về luôn đi. Tôi đã đảo luật sư bên kia công kích bên này một cách ở không có bằng chứng. Ở trong cái ngôn từ về luật của mình không có chữ đã đảo. Mời luật sư ngồi xuống. Hình như hôm nay luật sư Trấn Thành ra đường mà không coi ngày rồi. Suốt phiên tòa cứ bị thân chủ phản kèo và bị luật sư đối phương làm mất mặt liên tục. Đến cả thẩm phán cũng không thèm bênh vực. Kèo này của bộ luật sư Trấn Thành thua đậm mà nha. Ví dụ một cái cảnh nào mà gây cho bạn ấn tượng? Em nhớ có một lần là tự nhiên em đang ngủ nhà, chuẩn bị đi ngủ rồi 8 mấy 9 giờ, nó gọi điện bên đầu dây bên kia lè nhè như là giống như là bợm rụi vậy đó. Khóc à, khóc như điên. Khóc xấu quá. Em chỉ nói là không cần phải làm lại nghĩ mình đang hình ảnh đẹp. Dạ. Nó nói mày đang ở đâu vậy, bây giờ trễ rồi mày đi về nhà đi. Ủa tao không có về nhà, tao ở đây nè, giờ mày có ra được không, mày nói một tiếng đi. Ừ tao ra liền, thế là phải cách xe em chạy ra. Mà cái cảnh tượng rất hải hùng chị, cái này hả, là khăn giấy coi như là linh láng giống như trong phim sao. Là khóc hay là ói? Nó khóc đó chị. À khóc mà mười mấy cái bịch khăn giấy. Nó khóc mà linh láng khăn giấy vậy nè. Rồi sao nữa? Nó lên xe chị, bắt đầu nó khóc ở trên xe em phải lóc cửa lại, chị tin không? Nó cào cái xe của em mà da đó chị. Nó cào giống như mèo quào vậy đó. Nó vừa khóc nó vừa cào, nó cào cái chỗ đó chưa đã, nó qua nó cào tới cái kiến luôn chị. Trời đất ơi. Lúc đó ma nhập em hay sao? Trời ơi chị. Cào dữ thôi. Luật sư ơi, tôi bức xúc quá. Tại sao chiếc mẹt của người ta mới mua gớp rạp hồng nó vô nó cào? Em dạ mày. Tại sao không tống cổ xuống? Em muốn giũa neo làm mông tiệm ra tiệm chứ. Em thấy kỳ quá. Kỳ á. Tôi không thể nào chấp nhận được thiệt. Trấn Thành. Nếu như tôi có cái máy chụp hình đây, tôi sẽ chụp cái tư thế của luật sư. Không còn là tư thế của một người luật sư với thân chủ của mình nữa. Tôi giận mà quá. Giống như là ngồi uống cà phê lề đường xong xỏ chân vậy đó. Sao vậy? Hey. Tại sao? Tôi giận quá, tôi nghe câu chuyện này tôi bức xúc quá. Phải bình diễn tĩnh tả chứ. Thân chủ tôi không còn ra con người. Bản lĩnh của luật sư ở đâu? Mời bạn. Mời em tiếp tục. Sau khi hóa thân thành con mèo cào cái kiến xe thì đã làm gì nữa? Nó vừa cào, nó vừa khóc. Trời em xót quá chị. Em rất cực khổ. Em xót của em nó gán đi gần tới nhà mà em thì cứ chạy nhanh nhanh để không nó quào hoặc banh xe em. Em mới kêu là từ từ đi gần tới nhà rồi, gần tới nhà rồi. Nó khóc về tới nhà. Nó khóc tới sáng luôn chị ơi. Trời em ơi, vấn đề là nó khóc kệ nó mà nó có quào cái niệm của em không? Không, cũng có cắn cắn gối được chút. Trời ơi em. Nhưng ơi. Nhưng mà vấn đề quan trọng là em không có ngủ được. Vậy hả, nó cắn gối hả? Em có không... cắn em luôn không? Không, nó không cắn em, nó cắn, cắn gối, nó cắn em gối. Đạp lên giường á chị. Dạ. Em không ngủ được. Tại sao em không tống qua một cái phòng nào khác mà em lại để ngủ chung với em? Em không yên tâm. Các bạn khẳng định cho tôi là một lần nữa, có phải là thương nhau coi nhau như chị em mới có cái câu em không yên tâm, đúng không? Bưng vô nhà cắn nát cái gối, rồi chưa nói cắn bông gòn nó tung ra, nó bay rồi chặt, rồi biết bao nhiêu cái bệnh hậu về sao? Đó là do cô vẽ ra nha cô luật sư. Tôi đang nhấn thêm là sư gia đình bà họa sĩ hả? Người đẹp chỉ nằm khóc và cắn gối nhẹ nhẹ lãng mạn như phim Hàn Quốc thôi mà. Người ta có tội tình gì đâu chứ? Nàng đẹp như vậy thì mùng mền chiếu gối gì của nhà tôi là tôi cho cắn hết. Có cái tình yêu nào mà em dám dùng cái từ là trời ơi bạn em mê trai lắm, là yêu người ta bất chấp mà người ta không quan tâm tới, có bao giờ bị như vậy chưa? Có một lần thì hai đứa đi du lịch với nhau, đi Hàn Quốc. Tình cờ là hai đứa đi tàu điện. Thì là nó thấy một anh, không biết có phải là diễn viên không mà đẹp trai dữ lắm, đẹp trai luôn. Trời ơi, em không thể tưởng tượng được. Em có một bạn mất sĩ diện tới mức độ là nó chạy theo người ta, chụp hình với người ta. Trời ơi, mà em mắc cỡ đó chị. Em mắc cỡ lắm luôn á, em không có chịu nổi như vậy nên là ê, em có... Nhưng mà làm quen được không? Không. Sao em không dẫn Harry đi, nó nói được tiếng Hàn, nó dịch giùm. Bậy em quá. Không quen chị Harry. Thì gọi điện cho ông Trấn Thành đó. Vợ ổng băng đứng được mà mượn ổng đâu có sao.
lầy quá rồi. Bà luật sư hả? Bà làm gia đình tôi ở rảnh không nghe thổi tư vấn bà rảnh. Thôi quá. Tôi đang nói chuyện diễn viên nữ với nhau. Tự nhiên bà đẩy qua gia đình tôi. Bà có quen được cái anh đó không? Dạ bà không. Cũng có thể Vũ Ngọc Ánh nghĩ rằng anh chàng đó là diễn viên Hàn Quốc nên xin chụp hình kỷ niệm thì sao? Đâu có gì là quá đáng đâu nè. Người ta là gái xinh gặp trai đẹp muốn làm quen thì có lỗi gì đâu chứ. Mà hình như tôi đang bên bất chấp cô nàng Vũ Ngọc Ánh hay sao vậy ta? Tôi nghĩ là lời nói không thì thẩm phán và bồi thẩm đoàn không thể nào tin được. Buộc lòng tôi phải mời bằng chứng. Em chạy lẹ vô đi, có người ta hay yêu làm bậy tầm bạ lắm. Chạy lẹ vô đi, ta thấy mặt ta yêu. Trời ơi, mặt như ma phim búp bê Annabelle. Xấu, thấy ghê quá. Trời ơi. Trời ơi, con nhỏ em tôi, này tôi không minh vật được. Con nhỏ em tôi nó đẹp quá. Tại sao thấy ghê vậy? Sao làm mặt thấy ghê vậy? Ừ, hai, tại sao mà nó ra như con búp bê? Nó hay là mới có phim ma về? Rồi tôi hỏi cái tấm hình này liên quan gì đến vụ án á? Nó thất tình đó hả? Thất tình mắc mới gì cái mặt, mặt như con ma vậy? Mặt sưng đó chị. Tại sao sưng? Tự đánh khóc. Mình à? Khóc, khóc sưng đó chị. Trời ơi, khóc mà phù cái mỏ luôn á, cái này đúng luôn á. Từ đó giờ tôi mới thấy. Tại khóc mà chị, ai khóc mà đẹp được đâu. Đây, khóc lòi con mắt. Chính vì lý do em không có muốn nó khổ sở nữa, không có muốn nó mệt mỏi, không có muốn nó có những cái tấm hình như vậy, khóc khổ sở vậy nữa. Nên em quyết định hôm nay em kiện nó. Dạ. Không cho nó yêu nữa. Nhưng em nhờ đẹp như vậy, ốm như vậy, trở lại lộng lẫy như ngày hôm nay là có phải nhờ em bắt không được khóc như vậy, ăn uống cho đàng hoàng, tập thể thao cho đàng hoàng mới có hình ảnh đẹp ngày hôm nay không? Đúng rồi chị. Dạ. Dạ xin lỗi thẩm phán. Dạ này em có photoshop thêm. Dạ. Trời, tôi chưa từng thấy cái mặt bà luật sư nào mà gian như là quỷ sứ vậy đó thiệt. Gian mà nham, dễ sợ nham luôn á luật sư Hương à. Không phải, bởi vì nãy lúc mà ta gửi tới đó là cái máy nó hư rồi em có chỉnh thêm. Tôi đề nghị là tất cả luật sư của chúng ta phải làm bằng một cái điều gì công tâm nhất. Dạ công tâm lắm rồi đó. Chứ không công tâm nó còn ghê hơn vậy đó. Mời luật sư về chỗ. Bây giờ thì đến lượt luật sư Thành. Bà cho tôi hỏi là vì sao bạn với lại thân chủ tôi thân nhau ạ? Lý do 4 năm trước là lúc đó ba của Hà bị bệnh nặng. Lúc đó là bị bệnh rất nặng rồi, di căn lên não. Thì lúc đó là Hà không có chơi với ai ở trong showbiz hết. Thì tình cờ là lúc đó Ánh chỉ là nhắn tin hỏi thăm thôi. Thì Hà nói là Hà đang bị sốc về cái tin đó và đang khóc. Thì cái đêm hôm đó anh chạy tới nhà Hà và ở lại đêm đó và hai đứa ôm nhau khóc. Thì cái hình ảnh đó, cái kỷ niệm đó Hà không bao giờ quên. Và đó là cái lý do mà Hà quyết định là cái người bạn này sẽ là cái người bạn bước vào cuộc đời của mình và sẽ gắn bó với mình. Ở đây, trong căn phòng này có bao nhiêu người chỉ cần nghe ba của người ta bệnh chạy qua ôm khóc ở lại với người ta nguyên đêm. Luật sư làm chứ? Ba em bệnh chưa? Cảm ơn à. Hỏi vậy sao? Cảm ơn luật sư. Nó tạo nhà quá thôi. Đã đảo luật sư trù ba tụi mình. Vậy đó chứng minh điều gì? Vậy đó chứng minh điều là thân chủ tôi là một người sống có trái tim, dễ rung động, có xúc cảm, nhạy bén. Đúng không cơ? Tại sao cô nói cô là có một cái nụ cười khẩy? Nụ cười đó bán đứng cô nhiều lắm đó. Tại sao luật sư đi sàng sàng tới sông Xà vô dịnh luôn vậy? Đang dùng phương pháp tâm lý của CSI, tôi yêu cầu của hãng NASA Mỹ để điều tra tội phạm. Cô để yên tôi làm việc. Tôi cầu ách cách 1 mét đi, không được gần quá. Thì tôi hỏi cô, giữa một người bạn không thân qua ở với mình một đêm trời và một cái người bạn đang xa cơ thất thế vì một cuộc tình đổ vỡ, mà lúc đó đang là bạn thân, mà lúc đó mấy giờ? Mới 8 mấy 9 giờ. Giờ đó tôi mới bắt đầu ra đường đi chơi đó. Vậy mà cô than ngắn thở dài, cô bảo rằng thân chủ tôi thân tàn ma dại. Trời, ai thất tình mà đẹp đẽ. Cái gì? Em thấy luật sư á, là luật sư rảnh quá. Luật sư mới 8-9 giờ là giờ bình thường. Người ta đi làm lúc 5 giờ sáng, giờ đó người ta đi ngủ rồi. Em có quyền đi ngủ, nhưng giờ đó không phải là một giờ quá khuya để em có thể xài xệ thân chủ tôi lì như trâu. Đúng chứ? Tôi không đi trễ giờ, tôi không thể nào chấp nhận ngày mai 5 giờ tôi quay mà 11 giờ vẫn còn lên Facebook nhắn tin tào lao cho tôi. Trời, ngày mai đi trễ nguyên một phim chữ. Luật sư là phản đối vô hiệu. Tào lao. Phản đối, tôi phản đối. Thẩm phán có đi chơi ăn chung với luật sư cái giờ đó luôn, đi trễ một cặp. Còn bây giờ
Tôi quản nói ngoài 5 giờ. Luật sư bên này coi thẩm phán không ra gì. Tào lao. Đúng. Từ tào lao dành cho bà là hoàn toàn chính xác trong trường hợp này. Đó. Thì mời luật sư. Dạ. Cho tôi hỏi là thiệt hại cái xe của cô nó như thế nào? Đâu có thiệt hại gì đâu, đâu có thiệt hại gì đâu. Ủa là sao? Nãy giờ kiện người ta cào nát xe mình mà bây giờ lại nói xe không bị thiệt hại gì hết là sao? Lẽ nào Cao Thái Hà bị khớp bởi luật sư Trấn Thành cũng nên. Một bằng chứng bất lợi cho bên nguyên đơn rồi đây. Không có thiệt hại gì hết rồi. Tôi hỏi cô, thân chủ tôi cần đến cô xuất hiện, lúc đó cô ra đó là cô tình nguyện hay bị ép buộc? Là tình nguyện, là tình nguyện. Là tình nguyện đó thưa quý tòa. Một cái chuyện hành động tình nguyện, xong rồi chửi vô mặt người ta. Cô nói là cô ấy đã yêu bao nhiêu mối tình mà gọi là chính thức sâu nặng? Nặng nhất thì có một thôi, còn mấy cái mối tình kia thì hơi hơi. Hơi hơi. Như vậy thì cái mức độ quấy rầy cô có nghiêm trọng không? Nó hơi hơi, nó cũng quấy rầy. Hơi hơi cũng quấy rầy. Những lần quấy rầy đó là do cô tình nguyện nghe hay cô bị ép buộc nghe? Tình nguyện, tình nguyện. Tình nguyện hả cô? Cảm ơn sự hợp tác rất là chân thành của cô. Tôi không còn câu hỏi nào hết. Và bây giờ, trước khi có ý kiến của bồi thẩm đoàn, chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong giây lát. Phiên thẩm vấn đầu tiên, Cao Thái Hà đã liên tục kể tội bạn thân của mình là Vũ Ngọc Ánh. Nhưng dường như những hành động của Vũ Ngọc Ánh chưa có gì gọi là quá đáng thì phải. Có vẻ bồi thẩm đoàn đã biết được ai đúng ai sai trong vụ kiện này rồi. Chúng ta hãy cùng chờ xem số phiếu bình chọn sẽ nghiêng về bên nào nhé. Chúng ta đang trở lại với phiên tòa tình yêu. Và bây giờ sẽ là kết quả của bồi thẩm đoàn. Cảm ơn. Kết quả như sau. Vũ Ngọc Ánh, bạn được 4 phiếu. Cao Thái Hà, bạn được 2 phiếu. Vì là phần lớn các thành viên trong bồi thẩm đoàn đã không đồng thuận với quan điểm của Cao Thái Hà, nên kết quả 4-2 đã nghiêng về Vũ Ngọc Ánh. Bên phía nguyên đơn có vẻ gặp khó khăn rồi đây. Liệu luật sư Việt Hương có đủ bằng chứng và lập luận để đảo ngược tình thế hay không? Tôi không muốn Ánh bị người khác làm tổn thương. Chúng ta hãy cùng quay lại phiên tòa để đến với phiên thẩm vấn tiếp theo. Luật sư Hương, bạn có điều gì muốn nói không? Không. Trời đất ơi, vậy mà biểu cảm thế ớt. Hả? Biểu cảm quá thôi, có gì nói không? Không. Ừ, suy nghĩ. Nếu vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến phần thẩm vấn bị đơn. Xin mời luật sư. Thế tôi hỏi bạn, người ta nói bạn 4 năm yêu gần 20 người là đúng hay sai? Dạ là sai. Khoảng bao nhiêu thì là đúng? Thật ra thì 4 năm em chỉ có yêu một người thôi. Còn những cái kia gọi là tình cảm, gọi là say nắng. Nếu mà đối với phái nam thì đối với em là ngưỡng mộ nhiều hơn. Ví dụ như em giống như là một fan girl vậy đó. À, giống như là những cái anh mà có ngoại hình đẹp trai sáng sủa thì em hay, rất là hay ngưỡng mộ. Cái đó gọi là tình cảm thầm thôi. Bây giờ em thích thầm thôi. Tôi muốn bạn định nghĩa với bạn một tình yêu đàng hoàng. Có mối quan hệ đàng hoàng là như thế nào theo bạn? À, đối với em là phải gọi là chính thức, gọi là bạn trai, bạn gái công khai đưa về nhà ra mắt giới thiệu và tính đến chuyện hôn nhân thì gọi đó là tình yêu. Ok. Còn những tình cảm như bạn nói thoáng qua say nắng thì bạn diễn tả một tí đi. Nhất đi, ví dụ như là tình cảm của em đối với anh Trấn Thành. Có hả? Cô đừng làm tôi hoang mang, tôi chóng mặt. Gia đình đang ổn định. Luật sư Thành, tôi đề nghị bạn diễn thật một chút xíu. Bởi vì cái chuyện mà phụ nữ say nắng bạn nhiều quá mà. Chứ có cái gì mà bất ngờ đối với bạn đâu mà bạn lăn lộn, bạn co giật ở đây. Hôm nay tôi đang bào chữa, tôi sợ
dị nghị nữa, tội nghiệp tôi. À, mời bạn tiếp tục. À, đó là lần đầu tiên gặp anh Trấn Thành là cái hồi em đang luyện thi vào trường sân khấu điện ảnh. Lúc đó em còn nhỏ xíu và em đang luyện thi mà học luyện thi. Thì nhìn thấy cái hình ảnh mà một cái anh khóa trên thôi, nhìn đang tập cái rất là say sưa. Cái em ấy, trời ơi anh này ảnh rất là dễ thương. Khi mà anh tập cái sự nhiệt tình của anh á, cái sự nhiệt tình và tập trung vào cái bài tập của mình á, làm cho em rất là cảm kích. Anh nói trước gương anh cứ hát, anh cứ diễn, anh cứ múa một mình ảnh vậy đó. Rất là lạ, rất là đặc biệt. Sao cô bé nó diễn tả tôi như một thằng điên. Đứng bước gương rồi tôi hát một mình để trời. Anh, cái miệng anh không ngừng nghỉ. Em mới phát hiện một điều lộn, sao anh này anh lạ quá ta, nó không có biết mọi miệng đó ta. Và đó là lý do tại sao bây giờ anh trở thành MC nổi tiếng. Trời ơi, câu chốt như câu chửi vậy đó. Chứ tán nhưng mà công nhận cái câu chốt của bé y như câu chửi vậy đó. Nhờ anh lãm nhảm anh nói nhiều vậy giờ anh mới thành công trong MC. Tôi đề nghị luật sư đừng dịch cho câu nói nó tệ hơn. À, thì ra Vũ Ngọc Ánh đã thầm ngưỡng mộ Trấn Thành ngay từ lúc mới chập chững bước chân vào nghề. Thấy ái ngại ở chỗ là trong phiên tòa hôm nay, Trấn Thành lại là luật sư bào chữa của Vũ Ngọc Ánh. Trong khi đó, luật sư Việt Hương lại liên tục tò mò về mối quan hệ của hai người này. Không biết bà xã của Trấn Thành nghĩ gì nhỉ? Liệu tối nay luật sư Thành có gặp rắc rối gì với vợ không ta? Có một câu hỏi, vậy là cô Cao Thái Hà. Cái người đàn ông mà cô ấy yêu thường là những người đàn ông đàng hoàng hay không đàng hoàng? Thì em thấy là diễn viên không có, nam diễn viên thì không có an toàn. Quy chụp là tại vì em cảm thấy là đẹp trai nè, xong rồi là nổi tiếng nè, xong rồi là môi trường thì lại quá nhiều cô gái đẹp xung quanh, nên đối với cá nhân em thì em nghĩ là không có an toàn. Đó là vì em không có tự tin. Nếu em tự tin thì làm sao những người đàn ông đó có thể rời bỏ em được. Và em yêu một cách hơi bị tính toán. Trời ơi, tình yêu mà mình có thể đem một người ra phân tách thì còn gì gọi là tình yêu, đúng không thẩm phán? Đối với thân chủ của tôi nói không tự tin thì tôi không chấp nhận. Nếu nói tôi không tự tin tôi chấp nhận. Thân chủ của tôi đẹp, dòng nào da dòng đấy. Thưa thẩm phán, tôi đứng mà bằng cổ ngồi, đẹp như vậy làm sao không tự tin được. Thưa thẩm phán, khoa học đã chứng minh nhan sắc không liên quan gì đến độ tự tin của một con người. Tôi phản đối. Có nhiều người rất đẹp nhưng vẫn không tự tin. Thôi, bây giờ tôi đề nghị là luật sư Hương ngồi xuống và cứ để cho luật sư Thành nói hết cái điều mà anh ấy muốn nói. Hồi xưa thẩm phán yêu, thẩm phán có bao giờ suy nghĩ nhiều như vậy không? Không. Có. Đã ngồi được ở vị trí thẩm phán thì tất nhiên làm gì cũng phải có suy nghĩ và tính toán chứ. Trong tình yêu cũng sẽ phải dùng đến lý trí thôi. Luật sư Trấn Thành bớt đặt mấy câu hỏi dễ bị phản kèo đi nha. Mấy thưa kỳ vậy? Nếu không có tình yêu, cô sẽ thấy như thế nào? Cuộc đời không còn gì thú vị. Giữa tiền, tài, danh vọng và người yêu, được sống trong sự yêu thương, cô chọn cái nào? Tôi chọn tình yêu. Nó cũng giống như việc cha mẹ hay định đoạt cho con cái, bảo là con làm bác sĩ đi, học làm kỹ sư đi. Nhưng nếu đứa con nào cũng học bác sĩ, đứa nào cũng học kỹ sư, vậy ai làm MC? Ai ăn ở không để ngồi làm thẩm phán? Dạ không, dạ không. Dạ, ý tôi nói là, ý là ai sẽ làm những cái công việc khác nhau trong xã hội? Dạ, thưa thẩm phán, hết sức bình tĩnh. Tôi chỉ là một phút cao hứng thôi. Đây là lựa chọn của thân chủ tôi. Lựa chọn được yêu, được sống với cái mình mong muốn. Mỗi người đều có một cái mình sống vì. Và thân chủ tôi sống để yêu. Nếu như bạn nói là bạn không có tình yêu thì bạn thấy cuộc đời này tẻ nhạt. Thế nếu như bây giờ ngược lại, bạn chỉ có yêu thôi và bạn hoàn toàn không có công việc gì cả thì bạn thấy sao? Cũng tẻ nhạt. Như thế có nghĩa là bạn đương 50-50, đúng không? Và luật sư của bạn hồi nãy không hỏi đến vấn đề này. Dạ chưa. Bây giờ tôi sẽ đặt câu hỏi này để tâm phục khẩu phục. Nếu như giữa tình yêu và sự nghiệp 60-40, 50-50, 70-30, 80-20, 90-10, bạn có thể chấp nhận được mức cao nhất là mức nào? 70-30. Quý vị đã thấy, đó là một sự chênh lệch rất cao giữa tình yêu và sự nghiệp. Người phụ nữ đôi khi họ không quá quan trọng về sự nghiệp,
Hồi nãy thẩm phán nó đưa ra một định lý là hoặc tình yêu hoặc sự nghiệp, có cái này mất trắng cái kia, thì dĩ nhiên người ta không dám chọn. Tại vì cuộc sống có sự nghiệp sao sống cái gì. Nhưng sự nghiệp người ta chỉ được 30 thôi, mà người ta được sống yêu, người ta được 70 tình yêu, người ta vẫn cam tâm, đúng không? Nếu vậy thì tôi xin hết, tôi không còn câu hỏi gì. Vấn đề đây là cụ thể, nếu bạn 70-30, bạn đừng dấn thân vô cái nghề này, ok? Bạn của bạn thấy rằng nếu bạn dấn thân vô nghề này, lý trí bạn phải có thêm một chút nữa. Có nghĩa có thể là 40-60, hoặc bạn có đủ sức bạn làm 50-50 thì quá tốt đối với bạn. Giờ thì xin mời luật sư của Nguyên Đơn. Có bao giờ bạn cảm giác là ô, tôi yêu quá cho nên là tôi bất chấp không gian, thời gian, xô chậu, người ngợ mà tôi lo cho cái tình yêu đó không? Dạ có. Tại sao kỳ vậy? Tại sao người ta yêu có một người mà vô kiện người ta yêu mấy chục người? Tại vì nãy em lên em nói với lại thẩm phán với một người, thẩm phán không chịu xử. Trời đất ơi. Nên phải nói vậy thẩm phán mới chịu xử. Có bao giờ yêu người thứ hai chưa? Thì ví dụ quay phim chung vậy đó, thì em với cái anh đó đóng cặp với nhau, mà thường là em diễn viên mà em nuôi cảm xúc thật, thì thường là em sẽ thích cái anh đó luôn. Thì như vậy khi mà diễn viên đóng chung với nhau á, thì khi mà ánh mắt nhìn nhau nó mới có cảm xúc, nó mới có cái điện được để cho khán giả tin được đây là hai người yêu nhau thật sự. Thì thoảng thì cũng thích anh đó hơi quá một chút, ví dụ như là anh uống nước thì em hay mua nước cho anh. Mua bằng tiền của em hả hay anh đưa? Dạ tiền của em. Thông minh quá. Em dù em đi chơi, em đi mua đồ, cái em thấy cái gì mà xinh cặp đôi, em hay mua cái bóp chìa khóa gì mà có cái tên của ảnh, thì em hay mua một cặp tên em với tên ảnh. Trời ơi, đó là yêu đó bà. Rồi em mua bằng tiền của em cho anh ta. Trời em ơi, không có cho. Hả? Em để nhà cho vui vậy thôi à, xong rồi hết cái phim đó là thôi em dục. À vậy hả? Dạ. Rồi mua rồi ấy rồi. Tại vì em muốn tạo cái cảm giác mà giống như là đôi cặp nhau yêu đương với nhau đó. Trong lúc mua có lựa không? Có lựa tên ví dụ có chị. Hương rồi lựa có, em. Có lựa đàng hoàng luôn. Có mất thời gian nhiêu mình lựa mà ha. Dạ đúng rồi, xong rồi hai cái đó mà giống như là hai cái hít á, hít vô nhau thành hình trái tim cưng lắm. Dạ. Giờ, xong rồi cứ mỗi phim là một cái vậy đó, xong rồi đến cứ hít tim là em vô. Thú vị quá ha. Cái một cái ý tưởng á, phim sau thì ví dụ như em gặp người đó em làm gì? Là em sẽ vẽ tranh, vẽ hình của ảnh á, xong rồi em để mấy cái, em treo trong phòng của em, xong em để mấy cái nến xung quanh vậy nè. Trời ơi, lãng mạn quá. Em sợ lắm vậy đó. Dạ, bà cái bội thẩm đoàn vậy thôi, đừng kể nữa. Tại nhiều khi đây là cái mắc cỡ của người phụ nữ, tôi cũng rất là thông cảm và chia sẻ. Bị đơn và luật sư Nguyên Đơn có vẻ hợp nhau trong cái khoản mê trai bất chấp à nghen. Chắc hai luật sư phải đổi vị trí cho nhau quá, chứ không thì sẽ bị lạc đề dài. Tôi xin mời bạn cầm cái điện thoại của bạn lên. Dạ, rồi bạn làm ơn bạn gọi cho số điện thoại của người bạn thân của bạn. Dạ, mời bạn gọi. Còn tiền không em? Dạ còn. Ừ, vui lòng cận vào. Theo như cặp mắt đứng gần của tôi, có camera, có đề trên đây là chữ Thánh Yêu. Dạ, tôi xin phép lấy cái điện thoại của bạn cái. Đây, điện thoại này có hình của cổ, xin mời cận vào. Dạ, vui lòng cận vào, có hai chữ thần lo. Thánh yêu. Có lẽ là bạn đó yêu mà thành thánh luôn rồi đó, được phong thần. Còn riêng bạn của mình, tự động mình để chứ không ai kêu đặt hết, thì bạn lại để là thần lo. Vậy có phải là do cái người bạn của mình lo cho mình quá mà mình mới để tên bạn mình là thần lo không? Dạ đúng. Vậy có bao giờ bạn ấy nói với bạn là nói nghe nè, người ta không yêu mày đâu, mày đừng có mua trà sữa nữa, tốn tiền lắm, có không? Bạn em thì không nói vậy, nhưng mà bạn em lại nói cái kiểu khác, đó là nói sao? Đừng có yêu nữa, tập trung vào công việc đi, tương lai sự nghiệp vậy lo cho mình, tự bản thân mình lo cho mình. Và sau khi bạn của em nói như vậy, bạn em có tập trung không? Em tập trung công việc nhiều hơn và em cố gắng trong công việc nhiều hơn. Và tự cô ta nói là do cô này lo cho cô ta tập trung vào công việc, để cho cô ta có bước tiến cùng đồng hành với người bạn, nhờ có một cái người bạn ăn rảnh ở rỗi để giật bạn dậy ngày hôm nay. Và bạn ta có phần hơi xạo xạo phóng lên đây nói là bạn yêu 20 mấy người, để chúng tôi mới có cái phiên tòa tình yêu ngày hôm nay. Và em xin hết. Xin cảm ơn hai luật sư.
Trước khi chúng ta nghe ý kiến của bồi thẩm đoàn thì chúng ta sẽ tạm nghỉ giải lao trong giây lát. Ngoài việc khẳng định Cao Thái Hà đã quá lo xa, thì Vũ Ngọc Ánh lại tỏ ý trân trọng, khẳng định những việc mà Cao Thái Hà làm là chỉ vì muốn tốt cho cô. Tình thế bị đảo ngược rồi đây. Có vẻ luật sư Trấn Thành cũng không lường trước được việc thân chủ của mình sẽ nói lên những tình tiết bất lợi này. Số phiếu bình chọn sẽ nghiêng về ai đây? Hãy cùng chờ xem nhé. Chúng ta đang trở lại với phiên tòa tình yêu. Và bây giờ sẽ là kết quả của bồi thẩm đoàn. Xin mời. Cảm ơn. Vũ Ngọc Ánh, bạn được 2 phiếu. Cao Thái Hà, bạn được 4 phiếu. Bồi thẩm đoàn đã chuyển hướng và số đông nghiêng về Cao Thái Hà, một cô gái hết lòng vì bạn và luôn nghĩ cho tương lai sự nghiệp của bạn mình. Tôi mong Hà hiểu rằng tình yêu đối với tôi cũng là lẽ sống. Kết quả ai đúng ai sai trong phiên tòa này sẽ còn phụ thuộc nhiều vào phần thẩm vấn nhân chứng tiếp theo sau đây. Luật sư Hương, sao mặt luật sư buồn vậy? Thích. Mình là cân bằng đó. Thích. Và bây giờ đi đến một cái kết quả cuối cùng. Trước đó thì chắc có lẽ chúng ta phải gặp nhân chứng, bởi vì nhân chứng là người rất quan trọng để xem bên nào đúng, bên nào sai. Chúng tôi xin mời nhân chứng của nguyên đơn. Xin mời. Xin chào thẩm phán, xin chào hai luật sư. Và tôi xin tự giới thiệu, tôi là Phạm Đức Long, là bạn thân của Cao Thái Hà và Vũ Ngọc Ánh. À, bạn là bạn thân của cả hai người luôn. Xin mời luật sư của bên nguyên đơn. Chào bạn. Chào chị. Bạn làm nghề nghiệp gì ạ? À, công việc hiện tại của tôi là diễn viên và người mẫu. Diễn viên và người mẫu, đẹp trai quá. Vậy bước vô. Cảm ơn chị. Sáng hết trơn, tại vì trong nay tôi không có nào. Tôi đề nghị luật sư tập trung vô chuyên môn, bớt bàn về trai và... Đó, thấy chưa, đôi lúc tôi cũng bị say nắng đó chứ. Tại vì có một nam mà không có được đẹp lắm, cho nên thấy người đẹp vô cái mình. Luật sư nói như thế nào nhan sắc tôi, đừng có bình luận ở đây. Không, mà công nhận đẹp trai thì quay qua cái nó sáng liền nha. Tôi đề nghị liền nè. Luật sư phải đẹp, giữ mình phải khen cách... Cái chuyện đẹp ai cũng thấy đẹp rồi. Dạ. Không cần mình phải nói ra. Dạ. Bạn Ánh có say nắng bạn không? Cái đó thì không biết, nhưng mà với Hà thì có. Hả? Là Hà say nắng em? Say nắng chút chút. Chứ em không có say. Em là có tiếp người rất là khó yêu nên là em không thể nào bị cái những cô gái em đẹp. Cái gu em là gu gì? Chị biết cái gu là cái gu gì vậy? Gu em là phải... Quan trọng là cái tính tình của cái người đó, chứ em không có đặt cái sắc đẹp của người đó là hàng đầu. Bạn mê tính tình à? Bạn nghĩ sao về chị Lê Giang? Bỏ đây! Đây! Để bà chị tao ngủ đi! Em rất là quý chị Lê Giang. Chị Lê Giang là một nghệ sĩ rất là dễ thương mà. Dạ. Vậy thì bạn thấy bạn này ở cái đức tính gì mà bạn chơi lâu vậy? Thật sự là em thích Hà và em coi Hà giống như là một cái tấm gương. Phải nói là một cái tấm gương để em học hỏi theo. Đó là sự thẳng thắn và cách sống rất là lý trí của cô ấy. Có nhiều khi là em chơi thân với Hà nhiều hơn, nhưng mà Hà lại lo cho Ánh nhiều hơn là lo cho em. Vậy có bao giờ em nói cái điều đó cho cô Ánh nghe không? Có chứ. Rồi Ánh trả lời sao? Ánh hiểu hết. Nhưng có điều là đôi khi đó là cái con người đó là cái tính cách của Ánh rồi. Ánh không thể nào thay đổi được. Dạ. Tôi không còn câu hỏi gì nữa. Cảm ơn bộ thẩm đoàn đã nghe. Cảm ơn thẩm phán. Xin mời bạn. À, tôi chào bạn. Chào anh Thành. Bạn có yêu nhiều không? Em không yêu nhiều.
Bạn có bao giờ khó chịu về cách sống của Ánh không? Không bao giờ. Vì sao? Vì khi em chọn chơi giữa hai người bạn này thì em là một cái trường phái, em đứng ở phía 50-50. Em vẫn lo cho nghề nghiệp của em và em cũng vẫn muốn em có một cái tình yêu thật sự. Nhưng mà nếu bạn là một khách quan, người thứ ba đứng vào thì bạn thấy rằng là việc lo lắng Thái quá như vậy có làm áp lực cho Ánh không? Và bạn, nếu bạn được lựa chọn để bên vực cho một người, bạn bên vực cho ai? Đôi khi em biết là những cái điều mà khi lo lắng cho anh đó một điều thái quá. Nhưng mà nếu ở đứng khía cạnh là một người bạn thân, mình thương bạn mình thì mình không thể nào mình tránh khỏi cái việc đó. Cảm ơn câu trả lời rất quầy vốn của bạn. Lại thêm một nhân chứng ba phải nữa rồi. Phiên tòa tình yêu sẽ bế tắc lắm đây. Mà cũng đúng thôi. Một chàng trai đứng giữa hai bóng hồng xinh đẹp, khó mà chọn bên hay bỏ bên nào. Tự nhiên thấy thương cho anh chàng nhân chứng này ghê. Nhưng câu chuyện ở đây là gì? Câu chuyện ở đây là tư duy về quan điểm sống của hai người khác nhau. Vì vậy cho nên bạn được quyền chọn khuyên và thôi không khuyên nữa. Và thân chủ tôi được quyền chọn nghe theo và không nghe theo. Đó là kết luận của tôi. Xin cảm ơn. Giờ thẩm phán để tôi đưa ảnh về được không? Đưa anh ra cửa. Cái gì? Tôi sợ ảnh gia dấp trong cuộc đời. Đưa người ta về là sao? Rồi ai ngồi ở đây? Phiên tòa chưa có chấm dứt. Có ai mượn chị đâu mà sao chị đưa anh chi? Có ai đã cho chị đưa ở đâu? Tại tôi định đưa ra cửa, tôi sợ ảnh gia dấp. Rồi. Thôi vậy cho em xin phép ra về nha. Dạ. Rất là cảm ơn nhân chứng của bên nguyên đơn. Dạ, em chào thẩm phán. Chào hai luật sư. Chào buổi thẩm đoàn. Trời ơi, đẹp trai, sáng cả một tòa án luôn. Tôi đề nghị luật sư bên kia kiềm chế cảm xúc mình lợi. Bây giờ xin mời nhân chứng của bị đơn. Trời! Trời! Trời ơi! Chào anh. Chào thẩm phán. Dạ. Chào hai vị luật sư. Chào, chào trời anh. Ơi. Bây giờ chào thì tôi là người không thể kiềm chế được cảm xúc. Anh. Anh nhận ra em không? Dạ, bớt chứ em biết anh đó. Ở lúc này đẹp dữ. Dạ, lúc em này đẹp dữ. Thẩm phán, vậy này người giữ tư cách. Dạ, dạ. Dạ, chị nên nã lại giùm. Xin lỗi, tôi xin lỗi. Để cho em mượn cục em gõ cho chị. Em mượn cục đó để em gõ lại chị cho. Cái búa đó để em gõ lại. Tôi là người sống bằng lý trí cho nên tôi có thể đè ngay cảm xúc của tôi lại. Mặc dù thời son trẻ của tôi đã có những lúc tôi say nắng anh ấy. Trời cái gì vậy? Trời ơi, cô bác kìa. Trời đất ơi, cái gì vậy? Xin chào anh Nguyễn Dương. Trời ơi. Lật mặt. Anh cũng cảm ơn những lời thổ lộ của em sau bao nhiêu năm. Dạ. Anh là quan hệ với lại bị đơn, có nghĩa là anh là... Đạo diễn. Đạo diễn của cô ấy. Dạ, có thể gọi là... quan hệ đồng nghiệp. Dạ, xin chào anh. Danh hài Nguyễn Dương. Đạo diễn Nguyễn Dương. Dạ, dạ một người sự. Anh rất là kính trọng. Dạ vâng. À, cho em hỏi là anh có làm việc với cả hai em đó không ạ? À, tôi thì thật sự tôi có may mắn làm việc với lại nhiều diễn viên. Dạ. À, trong đó có một số bạn ở đây. Và đặc biệt là bạn Bị Đơn và bạn Nguyên Đơn. Có luôn. Như vậy là quá tốt rồi. Đạo diễn thì chắc là ăn dầm nằm về trong đoàn phim lâu nhất. Thấy không? Cái người nắm kịch bản lâu nhất thì cũng hiểu mọi diễn viên trong đoàn. Đúng không luật sư? Yeah. Nhưng cái từ ăn dầm nằm về thấy ghê quá. Ăn dầm nằm về chứ còn gì nữa. Cuộc đời mà không ăn dầm nằm về trong đoàn phim là sao làm phim hay được đó, đúng đạo diễn? Dạ nếu mà không có ăn dầm nằm về thì nước da tôi cũng không đến màu gì đâu. Đấy, đó, đạo diễn người ta thành thật lắm. Dạ thưa anh, cho em hỏi là khả năng làm việc của bạn Vũ Ngọc Ánh như thế nào? À, khi bước vào phim, khi vào nhân vật thì bạn ấy khá xuất sắc. Đặc biệt là ở những vai có tình yêu. Theo anh thì một cái người nhạy cảm và yêu cuồng nhiệt như Vũ Ngọc Ánh với cái đức tính đó, nó là một lợi thế hay là một khuyết điểm so với một diễn viên? À, với một diễn viên thì
yêu nhiều, tôi nghĩ đó cũng là một trong những lợi thế. Khi mà mình yêu nhiều có nghĩa là cái cảm xúc mình đã chạm đến đó rồi. Yeah. Khi mình muốn diễn đến mức độ đó thì mình thấy tới đó là vừa đủ, mình diễn nữa thì bị lố. Yeah. Có nghĩa là sẽ có trải nghiệm, sẽ có kinh nghiệm. Yeah. Và thể hiện nhân vật mình tốt hơn. Cho tôi hỏi là khi cô ấy yêu mà cô ấy đóng phim của anh, cô ấy có làm sai về tác phong đạo đức của một người diễn viên hay không? À, cũng có thể là tôi làm việc với lại anh trong thời gian cô ấy hạnh phúc, cũng có thể là như vậy. Thành ra khi mà đóng phim của tôi thì cô ấy diễn rất là tròn vai và đạt tất cả những yêu cầu tôi muốn. Những gì mà nhân chứng vừa đưa ra đã hoàn toàn thuyết phục, cho thấy cái sự yêu đương hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô ấy, và thậm chí còn là một điểm cộng, ưu điểm cho một diễn viên nữ nữa. Xin hết, xin cảm ơn. Mời luật sư bên nguyên đơn. Chào đạo diễn Nguyễn Dương. Chào chị, chào luật sư. Vui lắm khi được anh giới thiệu là đạo diễn, nhưng mà cũng rất hơi buồn. Là tại vì nhìn qua diễn viên mà anh mời, trời, anh đẹp luôn. Ừ, Hà đẹp luôn. Ừ, anh không mời mình, hiểu luôn. Buồn quá, nhắc nhẹ vậy thôi. Cảm ơn luật sư đã biết thân phận. Ờ, không, nhắc nhẹ. Ngoài làm việc với cô Ánh là anh có làm việc với cô Hà đúng không? Dạ, có. Dạ, vậy đối với anh thì anh thấy cô Hà cổ như thế nào? Thật ra thì anh làm việc với Hà ở cái phim đó thì cũng là thánh lo đó. Thánh lo? Dạ, cũng là thánh lo đó, cũng lo chuyện bao đồng dữ lắm. Chuyện của người ta nhào vô lo, diễn rất đạt. Diễn thì rất đạt. Dạ. Mà cũng lo luôn. Là cũng là chắc có lẽ là tại vì anh cũng cổ. May mắn là tại vì cái vai đó thì cổ cũng lo cái chuyện cho người yêu của cổ. Chuyện đó không mắc mớ gì tới cổ, chuyện của người riêng của người yêu của cổ mà cổ ôm nhau, cổ lo quá trời lo. Nhưng mà ngày hôm nay thì vô tình ở ngoài kia anh nghe thì anh nói biệt danh là thánh lo, thì chi đóng vai đó xuất sắc quá. Cổ làm tốt công việc của anh mà cổ còn lo cho mọi người nữa, vậy có tốt không anh? Cái tánh như vậy có tốt không? Cũng có thể gọi là tốt. Dạ, cảm ơn bộ thẩm đoàn, em hết câu hỏi. Xin cảm ơn nhân chứng, cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh. Wow, lần đầu tiên trong lịch sử phiên tòa tình yêu có hai nhân chứng đặc biệt, một chàng diễn viên cao to đẹp trai và một đạo diễn phong độ. Họ đưa ra những lập luận vô cùng sắc bén, nhưng hoàn toàn huề vốn. Thật khó khi quyết định ai đúng ai sai đây. Tôi nghĩ rằng mình phải chờ đến cái sự biện hộ của hai luật sư. Tôi xin mời luật sư biện hộ của nguyên đơn. Riêng với tôi, mỗi người sẽ có một con đường đi. Nhưng nếu đi giữa đường gặp được người bạn tốt thì mình sẽ đi vô con đường nó tốt. Còn nếu mình đi giữa đường mà gặp người xấu hoặc gặp kẻ gian, có đôi lúc một cặp nó lừa mình nữa, nó đưa mình đến cái nơi xấu. Nhất là ở giới showbiz, hai người phụ nữ đẹp thì ít bao giờ chơi thân lắm. Tại vì họ sẽ nhìn ra, mày đẹp quá, không chừng ông đạo diễn Nguyễn Dương ổng sẽ mời mày mà không mời tao. Nhưng đối với em vẫn nắm tay bạn, ê, cùng đi, không chừng ông đạo diễn ổng mời tao. Dây ác, ổng mời mày, dây hiền. Đó, hai đứa cùng tiến thì đó là do con đường của bạn đã chọn. Nếu trong cuộc đời mà gặp được một người bạn tốt, đó là sự may mắn. Tôi cũng rất là cảm ơn bạn có mặt ngày hôm nay để lôi kéo một người bạn của mình không quá đà vô tình yêu, chứ không phải là không yêu nha, không quá đà, để mình nhìn được tương lai. Ở trong giới showbiz bạn chọn, buộc bạn phải trẻ, đẹp và thanh xuân trong từng vai diễn. Xin hết, xin hết, cảm ơn. Mời luật sư của bị đơn. Những người có tính nghệ sĩ là sao? Thích thì làm, thích thì thôi. Và thường họ không có kế hoạch cho cuộc đời của mình. Họ hay dựa vào bản năng, cái hứng của họ, sự hên xui. Và quan trọng hơn hết là họ dám chấp nhận hậu quả. Họ chọn mà, họ không than vãn. Vì vậy, tôi nghĩ thân chủ của tôi sống bản năng, sống cho trái tim của mình.
cô ta không quan tâm quá về tương lai sẽ như thế nào. Bởi vì cô ta biết là hiện nay cuộc sống cô ta vẫn đang rất ổn, chưa đến mức phải báo động. Vậy cô ta vẫn rất tự tin vào chính bản thân mình. Cuộc đời là những vai diễn. Và thân chủ của tôi, hãy cứ sống, hãy cứ yêu, hậu quả cô ta tự chấp nhận. Còn với một người bạn tốt, dĩ nhiên chúng ta phải biết cách trân trọng. Và thân chủ của luật sư Nguyên Đơn, cô ta được quyền đưa ra lời khuyên và ngưng không đưa ra lời khuyên nữa. Thân chủ của tôi vẫn sẽ được lựa chọn là yêu hoặc không nghe theo. Xin hết. Xin cảm ơn hai luật sư. Phiên tòa của chúng ta đã đi đến hồi kết, nhưng tóm lại thì vẫn đang ở trong tình thế bế tắc. Chính vì vậy mà ngay lúc này, ngay bây giờ, chúng tôi đang rất cần sự hỗ trợ của bồi thẩm đoàn. Và trước khi có ý kiến của bồi thẩm đoàn, chúng ta tạm thời cho cái đầu của chúng ta nghỉ ngơi trong giây lát. Trao đổi về kết quả vụ kiện, các thành viên trong bồi thẩm đoàn đã có những nhận định trái ngược nhau. Chung câu chuyện ngày hôm nay là Thái Hà là muốn tốt cho Ngọc Ánh, bởi vì hai người rất là thân. Và Thái Hà muốn Ngọc Ánh là nên định hướng rõ ràng cái sự nghiệp của cô ấy, thay vì mà phải lo chuyện tình cảm nhiều quá làm ảnh hưởng đến sự nghiệp. Thì chung là cũng muốn tốt cho bạn. Nhưng mà theo như mình thì mình thấy Ngọc Ánh là giống như là cổ tin vô cảm nghĩ của cổ, là cổ thích ra ngoài tìm hiểu cái này tìm hiểu cái kia. Cho nên một khi mà cổ đã thấy cái người mà cổ đối tượng cổ thích thì cổ có thể cổ tiến tới. Nếu mà được thì cổ sẽ làm quen, còn nếu không thì cổ sẽ làm bạn thôi. Sau khi thảo luận, từng thành viên trong bồi thẩm đoàn bỏ phiếu kín cho sự lựa chọn của mình. Kết quả chung cuộc sẽ nghiêng về bên nào đây? Cao Thái Hà hay Vũ Ngọc Ánh sẽ thắng kiện trong phiên tòa tình yêu hôm nay? Liệu Vũ Ngọc Ánh có sai khi chọn lựa sống cho tình yêu? Hãy cùng chờ xem nhé! Chúng ta đang trở lại với phiên tòa tình yêu. Và bây giờ xin mời thẩm đoàn cho chúng tôi câu trả lời. Cảm ơn. Tôi xin mời nguyên đơn và bị đơn các bạn bước lên đây. Ánh, bạn ở cái tiếp người nào? Bạn cuồng yêu hay yêu mù quáng, hay là yêu một cách đúng đắn, vừa phải? Theo em thì em không yêu điên cuồng, không yêu mù quáng, em dùng từ quá. Em xác định yêu mù quáng có nghĩa là khi mà mình rõ ràng mình biết cái mối quan hệ đó là sai và người ta lừa dối mình mà mình vẫn đâm đầu vô mình yêu, thì em không phải là dạng đó. Em cũng không yêu điên cuồng kiểu mà người ta không yêu mình vẫn bất chấp yêu, cũng không phải. Nhưng mà em là hơi quá. Em hơi quá? Hơi quá. Vậy Hà có thấy hơi quá không? Hay là Hà thấy là mù quáng? Em thấy là bị cuồng yêu, bị thích yêu quá mà giống như là thấy là không có yêu, với là cuộc sống nó tẻ nhạt, nó không có ý nghĩa gì nữa đó. Em thấy như vậy không được. Tôi hiểu Hà ở góc cạnh là bạn ấy muốn một sự toàn diện cho anh. Và đối với bản thân tôi cảm nhận ở em là em có thể quân bình được cuộc sống của em, vừa công việc và vừa tình yêu. Bởi vì em đã tâm sự là em không thể thiếu một trong hai, đúng không? Em đủ khả năng để em làm được cái điều đó. Em quân bình, tức là chỉ số là 50-50. Và Hà cũng như tôi cảm nhận được cái điều là em sẽ làm được cái điều đó. Và cái điều mong muốn của Hà chỉ muốn là như vậy mà thôi. Thế thì sau phiên tòa này em có hiểu được cái điều Hà muốn ở em không? Em luôn hiểu. Hà thưa kiện em ở phiên tòa này là sai hay là đúng? Là đúng. Là đúng. Có bao giờ mọi người thắc mắc là khi mà trong cái phiên tòa này thì mọi người có thấy là tụi em có rất nhiều điểm khác nhau, đúng không? Tụi em không có một cái điểm nào giống nhau hết. Nhưng mà tại sao tụi em duy trì được tình bạn 4 năm nay? Rất nhiều áp lực, rất nhiều trận cãi nhau. Cãi nhau ở đây là bởi vì tụi em luôn luôn muốn nhau tốt hơn thôi.
Mọi người có cảm thấy là có khi nào suy nghĩ đến cái sự áp lực mà Hà đặt cho em không? Có, em rất áp lực, em rất mệt mỏi. Tại vì trước giờ em sống thoải mái, sống vô lo, vô nghĩ quen rồi. Và ngày cô ấy bước vào cuộc đời em thì cô ấy làm cho cuộc đời em thay đổi hẳn. Em có ảnh hưởng đến cô ấy và cô ấy có ảnh hưởng đến em. Mỗi ngày qua cô ấy đều nói với em là mày phải cố gắng làm việc. Tại vì tao biết thực lực, tao biết khả năng của mày như thế nào. Khi mà lần đầu tiên tụi em đóng phim chung với nhau á, thì cô ấy rõ ràng cô ấy nói với em là tao biết khả năng mày hơn tao. Nhưng mà tại sao ngày hôm nay mày vẫn đứng đây? Đáng lý ra mày sẽ phải đi xa hơn nhiều. Tại sao 2 năm ở đây mày công việc mày vẫn vậy? Tao muốn là mày phải cố gắng hơn nữa trong công việc. Và cô ấy là một người mà thậm chí nói là quá rảnh rỗi khi mà lên kế hoạch công việc cho em. Nếu vậy thì bây giờ em chấp nhận cái lời khuyên của cổ không? Hay là em không chấp nhận? Luật sư của em nói là em có quyền, có lựa chọn chấp nhận và không. Em luôn chấp nhận. Hả? Em luôn chấp nhận. Em trong 4 năm nay em luôn chấp nhận, em cố gắng làm điều đó. Nhưng mà cái chuyện em chưa làm được đó là em không thể ngừng yêu Hà. Nhưng mà trong chuyện trong công việc, và Hà là cái người đã giúp cho em làm cái điều mà thẩm phán vừa nói, đó là cân bằng nó. Cân bằng cái chuyện giữa cuộc sống, công việc và tình yêu. Cái đó là cái điều mà nếu như không có Hà, em sẽ không làm được. Em sẽ không làm được. Tại vì em không thể nào lên kế hoạch cho cuộc đời của em. Hà ơi, dạ. Hôm nay trong phiên tòa này thì em có hiểu được bạn em hơn một chút nào, hơn một chút nào nữa không? Có nghĩa là em đã cảm nhận được bạn em là một tính cách khác hẳn mình. Và em không thể biến bạn em như em được. Và hôm nay em đã tìm ra được cái cách để mà giúp bạn em cân bằng được chưa? Em thấy sao? Thật ra em hiểu từ rất lâu rồi. Em hiểu là mỗi người một tính, em không thể thôi thay đổi được. Nhưng mà giống như là tính của em á, là cái gì em cũng bị quá đó. Em rất là kiên trì với cái điều mà mình muốn. Và em nghĩ là em cứ áp lực như vậy, cứ cố gắng về, chỉ có duy nhất một mình em là cái người làm thay đổi được ảnh thôi, không còn ai hết. Kể cả ba mẹ anh cũng không nghe. Chứ vậy em không thể ngừng. Cho dù là như thế nào em cũng, lúc nào em cũng hơi kệ, nhưng mình mệt. Em rảnh quá hay sao á, em phải lên kế hoạch, em phải sắp xếp công việc cho nó, em phải làm tất cả mọi thứ cho nó. Mà em rất là mệt, em lo cho em chưa xong nữa. Em rảnh thiệt á. Nhưng mà em không biết tại sao, chắc là em nghĩ là cô bạn thân nhất của mình là em không có buông được cái điều đó, nên em cứ cố gắng. Em cứ cố gắng, từ lúc nào đó em cảm thấy bạn em khá hơn thì thôi. Em có thấy bạn em tiến bộ không? Có tiến bộ không? Bạn em thay đổi rất là nhiều. Nếu mà ngày xưa em gặp xấu 100% thì bây giờ bớt được 50 rồi. Rồi bây giờ em cực quá rồi, dạ. Em có buông không? Em quyết định buông. Ánh và Hà đang cảm thấy áp lực nếu như cứ tiếp tục nắm giữ tình bạn này, khi mà cả hai người đang có quan điểm trái ngược hoàn toàn về tình yêu. Vì thế mà họ đã chọn dừng lại tình bạn này. Có thể xem đây là khoảng lặng để cả hai người cùng suy nghĩ, để biết được rằng ai đã đúng, ai đã sai. Chính vì vậy mà thẩm phán Hồng Vân đã không công bố kết quả cuối cùng của phiên tòa. Vì tất cả những người có mặt trong phiên tòa này biết rằng cần tôn trọng khoảng thời gian này của Cao Thái Hà và Vũ Ngọc Ánh. Họ cần thời gian để suy nghĩ, và có thể cả hai sẽ lại chạy đến với nhau như cái thổ ban đầu mà họ đã cùng dựng nên tình bạn đẹp này. Thật ra thì trước cái phiên tòa này á, hai đứa đã nghỉ chơi nhau được mấy tháng rồi. Hôm nay gặp nhau rất là ngại. Nhưng mà thật sự em chỉ có một cái cảm giác là em đúng như là em buông vậy. Nhưng mà thật ra em trong lòng em vẫn rất là thương của bạn này thật sự. Có nhiều khi em thấy ích kỷ tới mức độ giống như là cứ tới ngày làm áp lực rồi, giống như nó không giống như tình bạn bình thường, nó không giống vậy. Em bị thương quá nên là lúc nào cũng phải mệt. Có nhiều lúc em nói với anh là tao nói chuyện với mày mà tao nhức đầu quá, không chịu nổi nữa, tao nói hoài không nghe. Nhưng mà em chỉ cảm thấy em đúng là em rất là thương anh, muốn tốt cho anh thôi. Nên là hai đứa hôm nay thật sự là, nếu mà nói một câu thì em nói là thật sự trong lòng em, cho dù không có chơi với anh nữa, không gặp anh nữa trong một thời gian dài, nhưng em vẫn rất là thương anh. Hy vọng là sau này ví dụ như có một còn cái dịp nào đó mà mình gặp lại nhau, mình tiếp nối cái nhân duyên tình bạn này, thì lúc đó mình sẽ bắt đầu một cái gì đó nó mới mẻ hơn, nó khác hơn là những gì mà mình đã trải qua 4 năm vừa rồi.
cái suy nghĩ của em ngày hôm nay đến phiên tòa này á, là giây phút mà tụi em nói lại cái chuyện hồi xưa khi mà sao hai đứa chơi với nhau là tay chân em đã lạnh ngắt rồi. Thật sự tụi em không có muốn, em không muốn nó xảy ra đến cái kết cục như vậy. Tụi em cũng suy nghĩ rất là nhiều khi mà tụi em quyết định là có chơi cái phiên tòa này hay không. Thật sự em không muốn diễn, em không hề diễn trong phiên tòa này. Và cái cảm giác cuối cùng khi mà lúc nãy cứ ngồi nói chuyện là cái cảm giác mà lo lắng nhất trong lòng em là không biết nãy giờ em nói với chị có làm cho Hà buồn hay không. Vẫn là cái suy nghĩ mà em đặt lên trên hết. Thực ra mày biết cái gì không? 4 năm qua chơi chung với nhau á, tại sao mày có biết là tại sao không bao giờ mà tao đồng ý buông tay cho đến cái ngày đó không? Lúc nào tao cũng là người làm lành trước, lúc nào tao cũng là người gọi điện thoại cho mày trước, là bởi vì tao biết là mày thương tao. Cho nên sĩ diện gì cũng vậy, tự trọng gì cũng được, tao bỏ hết để tao giữ cho đến ngày hôm nay. Đó là vì mày quan trọng hơn cả cái sĩ diện của bản thân tao. Mày yên tâm đi, những cái gì mày nói với tao, những cái gì mày khiến tao thay đổi, tao vẫn sẽ thay đổi, tao vẫn sẽ cố gắng trong công việc, trong cuộc sống của tao. Để cho mày yên tâm, mày không cần phải lo nữa, mày sống cuộc đời của mày và mày không cần phải lo lắng cho tao nữa. Tao vẫn sẽ làm đúng những gì mày nói và tao vẫn đang làm. Tao vẫn đang rất cố gắng làm những cái chuyện đó. Mặc dù trong khoảng thời gian 2 tháng nay không có mày bên cạnh, tao cũng không có một người yêu nữa hết. Nhưng mà tao vẫn ổn. Hơn ai hết thì tôi rất mong là một lúc nào đó nếu tôi còn làm được nghề thì tôi sẽ được làm việc cùng một lúc với hai bạn. Có thể là đóng chung với hai bạn, cũng có thể là hai bạn đóng chung trong một cái tác phẩm của tôi chẳng hạn, tôi nói ví dụ vậy. Và tôi mong là cái tình bạn của các bạn sẽ tìm được điểm chung ở nhau. Cảm ơn chị. Xin cảm ơn luật sư của bên nguyên đơn và bị đơn. Cảm ơn bồi thẩm đoàn. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Chúng ta sẽ gặp lại vào phiên tòa tình yêu lần sau. Và chắc chắn sẽ có nhiều nụ cười, nhiều những giọt nước mắt và nhiều những cái vốn sống, những cái kinh nghiệm và những cái bài học mà mang đến cho chúng ta rất nhiều điều thú vị trong cuộc sống này. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn. Mình lại trở về với nhau, tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen. Sau tất cả, lòng chẳng hề đổi thay, từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi, và ta lại gần nhau hơn nữa. Có những lúc đôi ta giận hơn, trách nhau không một ai nói điều gì. Thời gian cứ chậm lại, từng giây phút sao quá dài, để khiến anh nhận ra mình cần em hơn. Anh phải công nhận anh chửi em không? Tôi không biết nói sao nữa. Ông tán chuyện cái em, tán chuyện cái em. Không có. Tức quá. Như một nhát dao đâm vào tim. Sống chết gì thì Ngân Quỳnh cũng thắng thôi. Đây là một sự sắp xếp lộ liễu. Sắp xếp lộ liễu. Mừng ngày sinh nhật của ba. Wow. Là nhà của mình á. Mừng gia đình thương công của nhà mới. Đó là một hành động nhẫn tâm. Chỉ vì sự ích kỷ của con á, mà em con nó khổ đủ đường á. Tôi ghét chị.
hối hận gì tôi lấy anh. Lời em vừa nói có giống một người vợ không? Cậu buông tha cho nó đi. Em lúc nào cũng muốn tốt hơn chị. Con sẽ giúp vợ con tránh xa mẹ và con Hân ra. Chị phải làm sao cho mẹ bớt ghét chị đây? Con muốn ba mẹ. Ba mẹ ơi. Đừng xóa đi hết từng ngày mưa nắng đưa đón nói cười rồi cất vào thương nhớ để mong mình bên nhau mãi. Gia đình là duy nhất. Đón xem Gạo Nếp Gạo Tẻ, bộ phim của Gia đình Việt năm 2018, lúc 20 giờ thứ hai đến thứ tư hàng tuần từ ngày 7 tháng 5 trên kênh HTV2.